Hello, chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nhé. Mình là Xuân Hữu Đàn Tính. Các bạn hiện tại Xuân Hữu đang ở biên giới này. Đấy. À, đây là khu vực Cao Má Pờ thuộc xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang các bạn ạ. Đấy, anh em chúng tôi đang ở gần rất là mốc biên giới. Đấy, review cho các bạn xem hàng rào. Đây là hàng rào của bên nước bạn Trung Quốc này. Đấy, không cho vào gần. Các bạn thấy cái loa kêu tê 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 tê. Đấy, theo bè vào gần nó bắn pom phát là chết đấy. Mình cứ đến gần cái hàng rào là bắt đầu có tiếng phát loa. Kìa, loa họ để kia nhưng mà mình không biết là nói cái gì. Kêu đấy. Nó cầm yến đấy. Dạ, ừ. Chúng bây giờ nhìn thấy. Sợ là bắn pom phát là chết đấy. Mình phải đang nhìn mình tay bắn pom. Mình trèo qua đâu. Bên đấy họ xây hoành tráng nhỉ. Xây hàng rào lên hết lên trên kia. Tất cổ dây cảm ứng. Sương mù quanh năm. Đấy, các bạn anh em vừa đi chơi mốc về, bây giờ là đến giờ ăn trưa, anh em vào đây ăn lẩu bò ở bản vùng cao. Đây có một quán duy nhất đây thôi. Đấy. Đây là dân tộc, dân thằng cố. Chào các bạn nhá. Hôm nay mình được ông chủ bốn vị làng đưa đi ăn thằng cố. Lần đầu tiên được làm chuyện đấy. Đấy, các bạn này, anh em mình vừa đi thăm cột mốc về đấy, đi chơi cột mốc để xem cột mốc ở bên nước mình với bên nước bạn Trung Quốc như thế nào. Thời tiết ở đây thì rất là lạnh đấy, nên là được ông chủ bốn vị làng Kim Thành dẫn đi chơi này. Mà bây giờ thưởng thức đặc sản ở biên giới, vùng cao biên giới các bạn, ngay cột mốc thưởng thức một nồi lẩu rất là to. Thằng cố thôi. À, cố nhỉ? Thằng cố thôi. Ờ thì bên cũng lẩu thằng cố. Nếu mà thằng cố phải nấu cả con. Thằng cố lẩu lẫn lộn. Đây ông chủ đây rồi.
Đấy, ông chủ. Đấy, mời cả nhà nhá. Đây, mời cả nhà nhá. Nói chuyện còn xì ra khói. Đang rất là lạnh luôn. Ôi, ngon tuyệt vời quá. Đấy, ông chủ thưởng thức món. Đấy, chấm mấy cái gia vị đấy. Gia vị tàu, à, gia vị nước chấm của bản đấy. Cay. Ngon khoái. Sướng chưa, chưa? Đấy, làm tí nữa cho nó cay cay, nó ấm người. Ôi giời ơi. Còn quá. Quá phê luôn. Phê. Các bạn ơi, bây giờ thử cái cảm giác ăn lẩu thằng cố này, thằng cố bò ở trên vùng cao biên giới thế nào nhá. Bây giờ tiết lạnh thế này. Mà nước chấm. Chấm cái này thì ông chủ nhé. Đúng rồi, nước chấm chuẩn luôn đấy. Đây, chuẩn đúng không? Đây nước chấm. Cho các bạn xem nước chấm ấy. Gia vị đặc biệt ở vùng cao. Đây là nước chấm thần thánh. Làm chén rượu đi. Cái này ăn thắng cố mình phải đuổi một chén rượu vào. Thật đất lạnh lạnh này uống. Đấy. Ăn cái này rất là đấy. Ấm luôn đấy. Ngon thế, thèm quá. Thỉnh thoảng mới được thưởng thức rồi các bạn ạ. Không phải lúc nào cũng được thưởng thức đâu. Nên là lên trên này là tiết rất là lạnh mà ăn cái món này thì rất là hợp lý. Đấy, đặc biệt là có một cái chén rượu ngô men lá nữa thì còn gì bằng nè. Rồi mời các bạn nhá. Ngọt ngào như tiếng suối ngàn rêu, ấm áp hơn một ngọn lửa hồng, đậm đà hơn một ngàn lời ca, là tiếng đàn tính quê hương. Cây đàn tính năm xưa đã theo anh đi khắp các chiến trường, trên đỉnh Trường Sơn hòa lời ca chiến thắng. Có cây đàn Việt Bắc thủy chung, rộn ràng trong khung hát rừng xây, vẫn thiên tha âm điệu cây đàn. Nhìn đàn hoa hát cùng lời ca, về với biên giới quê hương. Đàn tính hôm nay vẫn bên anh đi suốt đường dài, anh lại về đây mở đường qua con suối, nói tình người tới những miền quê. Ngọt ngào như tiếng suối ngàn reo, ấm áp hơn một ngọn lửa hồng, đậm đà hơn một ngàn lời ca, là tiếng đàn tính quê hương, là tiếng đàn tính quê hương. Cảm ơn Hoàng Kiệt, cảm ơn Kim Thành nhá. Cảm ơn em. Cảm ơn nhiều. Đấy, anh chủ quán biếu Xuân Hữu một cây đào vô cùng đẹp luôn. Đây là đào tiên đấy nhỉ, anh bạn nhỉ? Vâng. Đào tiên đấy. Nhưng mà cái này phải chiếc qua nữa không? Các bạn ơi, ở đây có một cái hang rất là đẹp mà mọi người dân nghỉ lấy nước ở đây, nước uống luôn, sinh hoạt hàng ngày đây này. Nước về rất là sạch, trong lành luôn.
Thank you.